Rớt 3 con rồi mọi người. Mèo lộn rồi. Cái biết 38 á. Rồi. Này mèo với bũ ca, mèo mái bũ ca của mình đi bắn nha. Nè ngang cổ nè, mua lưng cổ ra không? Được con đầu nhưng mà nãy mình không có quay xa quá. Mình test đạn luôn rồi nó xui. Nó xui nó trúng mọi người. Rồi đi tiếp để ngày hôm nay đi có gì mình quay cho mọi người coi. Rớt rớt cái đầu vào vô. Ôi đụng nó ít chết á, nó lụm được chết. Từ từ hỏi đường vô. Đâu rồi, rớt chỗ nào đó. Rớt nào đó, nè đó. Chết vô đây, chết đây. Ở trong này nè anh lên. Rồi, thấy rồi. Thế còn sống chạy tè tè. Chui vô to này. Chạy đi đâu. Còn thứ hai nha mọi người. Một em nhảy đâu. Có ông không biết rớt dũng này. Một em nha mọi người. Ngay đầu. Cổ lông, cọc bò. Mới ba lần còn nghe cây đó, cây giữa đó. Cái lùng không? Ừ. Nó nói nó chớp cánh rồi. Nằm trên dưới. Nhánh nào? Để em thấy em bắn trước anh. Bắn chim rồi. Rồi bay luôn rồi. Đó mèo lại đắng mèo. Trời ơi. Bắn mèo. Nó đứng đó quay ước lại đó. Sẽ tới chút. Rồi thấy kẻ bắn à. Xa gần đâu quan trọng. Quan trọng là ngay điểm là lụm á. Nhìn kỹ nha. Hột rồi. Ba. Ủa, hả? Nãy vô tay em rồi. Nó dính vô nặng xịt kìa luôn. Đâu? Nó đổ cho mày luôn rồi đó. Sạc là nổ đó. Nó rung rồi. Trời ơi. Vô dân bi luôn. Được cái. Nó nặng vô bi đó rồi. Trời ơi, cái đừng có nãy mà. Bắn gạch gì dữ vậy? Trúng xương ta. Sao không? Nãy giờ nặng đạn ra nhiều không? Ra luôn rồi. Nãy còn dính như đạn thấy ngoài bóp dân. Thấy ngoài thì chưa đến đổi. Trời ơi, một lỗ rồi. Thấy mọi người. Mèo mái Doraemon nghe. Đây, ôm bi. Một viên. Rồi kéo ra cho khán giả coi. Trời, gung luôn rồi. Nặng viên bi gớt ra luôn. Gõ kiến là ôm bi. Tội nghiệp em tôi, nãy dặn đừng có nại cái ná, nại cái tay lên. Một lỗ cho quay luôn. Một lỗ cho quay luôn. Đưa viên bi ra trời. Để mọi người nhìn nè, trời ơi. Hết có biết rồi, đừng thầy lê rồi. Thầy lê bi thôi có, nè bà quay nè, anh con bi. Sớm nay chứ, mua cô nhẹ nhé ai. Rồi chia tay hai em mình luôn nha. Một em ôm bi rồi, em kia về bơm cát rồi, tội nghiệp em tôi quá trời luôn. Sao hả? Dạ, vẫn nặng thung mà bị vô tay con. Ừ. Dạ. Hết luôn rồi.
rồi chia tay hai em luôn, tặng mấy em một hai em mấy con chim về ăn tẩm bổ với bịch ớt. Mấy con ta? Bốn con. Cái gì với chim bốn sâu? Con với bịch ớt ăn tẩm bổ. Mình đi bắn dài dài tiếp mọi người ơi. Em tôi bị thương rồi, em mèo mái tôi bị thương rồi. Mèo mái Doraemon tôi. Rồi chia tay nha. Mấy em nha mọi người. Chạy nhảy tạc 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 tạc. Bắn đi. Đó. Bắn đi. Chim không có con này hay có con khác không? Quất. Ngã cánh này. Con này vàng dữ vậy. Chết, cho mày chết. Ôi, bắn cũng hay quá đấy. Nó có cù chứ. À, con bắn luôn biểu diễn nè. Diễn bắn tao không cái chú coi. Này à, SK4 quần hít, quần hít. Quần hít, quần kêu. Kêu SKU, SKU. One, 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 one hit ú. One hit ú rồi, SK1 nè. 5, 6, 7. Cái 7 còn thấy nè. Cái 6, cái 7 chuẩn bị ra. Ừ, cái SK6 rồi, chạc xéo. Ừ, cái 7 chuẩn bị ra. Cái gì? Cái 7 chuẩn bị ra. Ờ, vậy nhờ có bán ngủ thú không dễ nha. Ừ. Giao lưu xíu rồi. Đâu chỗ nào có cua nhiều đi túc nè. Thôi cũng biết nè. Chỗ nào cây nhiều, cây nhiều đường luôn. Vậy giờ chú chạy rồi ta. Ok. Hôm nay tao không, tao buồn. Tao không buồn. Sáng hai kia ngủ đi bắn, bắn được 4 con rồi. Mới điên khúc từ Cần Long lên đây 4 con rồi cái nó bắn vô tay rồi xong nó về luôn. Nó về bắn đầm dữ trời. Về này bắn ngon lắm, im lắm. Cái độ rút nó rất là lẹ, mạnh lắm. Độ rút nó rất là lẹ. Bắn nó căng, lực nó căng. Căng hơn thằng Usopp. Usopp vừa thử bắn gì sai. Không? Nó lực nó căng hơn. Cái này khổ nhiêu chú? 220. Vậy con cắt đây. 220. 18, 12, 220. 18, 12, 220. Ừ. Ở nhà hàng lính nó ôm bi rồi mọi người. Vô thăm lính nè. Sao không người mà chết đâu vậy? Dạ. Vô không để rồi kìa. Dạ. Đưa sao mà viên đạn dính luôn này nè. Ừ, vắng vẫy tay quá, đưa cái cùi tay lên dính chứ sao. Sao không, 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 s
đi với tôi có khúc cái dưới này ở trên này xuống dưới nhà con. Sao rồi? Trời ơi. Tới đây một tôm máu nữa. Không, một hồi hết cái gì. Đợi đường sáng giờ thay cái trục băng nữa. Thay gì một lát hết thì cái động rồi thì nó chảy máu làm sao? Trời ơi, mới có gì không mà khách cứ ở nhà đông dữ vậy trời. Nè mọi người tôi cái tay này mọi người ủa cái thương không cái thèm không sao không sao không không sao không chưa có chết mà nhà đông quá trời luôn mọi người. Chưa có gì hết trơn mọi người mà nhà gom đông quá trời luôn. Hồi hồi sáng bắn 4 con rồi đưa cho nó giờ còn được mấy con nữa nè nè gây hộn dạ. Thế quá. Thôi, mới nè.